đúng rồi. Tào cô Hà Tuần Tế. Á giết tào cô Hà Tuần Tế, nó chỉ y chang như thế đó. Đó, vì sao cô nói là vậy, Sao? nó chỉ y nó chỉ y chang như thế, là mình chia như sao mình chia làm vậy, chỉ thay vào cái đuôi cuối cùng thôi. Cô là cô đấy, cô là cô Hà Tuần Tế. Rồi thêm một cái chú ý nữa như này nè, nếu mà nãy giờ cô nói câu sau không à, bây giờ mình không muốn nói câu sau nữa, mình thêm chữ vô rồi được rồi. Hồi nãy nói à kha tân đê ham bòn kha bô xê vô, nhưng bây giờ cô nói là nếu mà trước khi ngủ ấy, thì tôi nghe nói nếu mà mình muốn ngủ, nếu muốn ngủ ngon trước khi ngủ hãy uống một ly cà phê. À, không có một cu đuôi câu sau nữa là gì đây. Ha, hãy uống thử một lần nhé, không có câu sau mà cô kết thúc luôn thì cô cho vô luôn, giống như cái cấu trúc tên tè rồi đó, nó kết thúc đuôi câu thì nó cho vô vào luôn, còn không kết thúc đuôi câu thì để tè lững lững lơ lơ vậy, và nói với cô thứ cái câu tiếp theo. Ở à, chỗ này cũng thế, xin nề e má xít nâng bề cho nam xin tăng y ít tạ cô ha tên tè đó. À, tên tè nghe nói là không ngủ ghê cái mệnh đề phía sau nữa, cô muốn kết thúc câu luôn thì cô chia về gì đây, tên tèo vô thôi, vô là lịch sự, còn không lịch sự bỏ vô hai tên tè kết thúc đuôi luôn, không nói một câu nào cũng được. À, trong những cái trường hợp đấy, ví dụ như trong một tiếp theo nữa, à cô nói là bây giờ cho cô ngủ ghê đi ha. À, nãy giờ chưa có câu ngủ ghê, thêm một ví dụ câu ngủ ghê đi. Nhớ là cô nhớ là con cô hôm qua, hoặc là hôm nay nhớ là cô, hoặc là gì nhưng con cô hôm nay nó ngủ đi ăn nhà hàng, hoặc là nó ngủ đi ăn thun cá sự, ăn cái gì đó, ăn chicken, nó ngủ cô đi mà cô nhớ lại, không biết là có ngủ hay không, nhớ lại hoặc là hồi tưởng lại đấy, hoặc tưởng lại cái lời con cô nói đấy, cô nhớ là cô được biết là cô nghe thân thoáng là nói là hôm nay nó ngủ đi ăn chicken đi, hay ăn nhà hàng đi, hoặc hay là buôn cookie đi. Ừ, thì bây giờ Udi A Tư con cô nhớ là như mấy ngày trước, mấy ngày trước cũng được, mình nói mẹ chin chân nè, mơ chin chân nè. À, mẹ chin chân ơi, mấy ngày trước là đây, nó ngủ đi, nhớ là nó ngủ đi đi ăn bún cô kia, bún cô kia đó, một chà cô ha tần đe. À, cô kết thúc đuôi câu luôn, còn nếu lịch sự cô nói với người lịch sự cô thêm vô vậy à? Còn không là gì đây, kết thúc đuôi câu luôn. Nếu mà cô muốn nói câu sau nữa cô bỏ vô đi, ha tên tê ô nâng khanh lẽ hôm nay đi không, ví dụ như cô nói với con cô, ô cô nói với chồng cô mấy ngày trước á, con mình à Uria từng đấy, Uria từng mẹ xin chân đây buổi cô kia đừng bỏ chào cô ha tên tê ô nâng khanh lẽ hôm nay gì đây đi nhé. À, không có câu sau thì cô kết thúc đuôi luôn. Đó, nói chính xác hơn là mình chỉ nghĩ đuôi gián tiếp kết hợp đuôi gián tiếp và kết hợp thêm với sự hồi tưởng và tên tè vô, nhớ lại là nếu mình đôi tên tè vào không thì nó không có gián tiếp, đó là mình nhớ là mình nhớ rằng mình nhớ cái sự việc đó, nhưng mà có sự gián tiếp luôn là không phải mình mà ai đó đấy, gián tiếp là cái lời nói của ai đó, cộng thêm tên tè vào nữa thành cấu trúc là cô hai tên tè, hai cấu trúc nó ghép lại với nhau. Rồi ok được chưa, cái này ok mình đi tiếp nha, có gì hỏi hỏi luôn nha, cái này phải hỏi nha. Hôm giờ học quá nhiều cái gì ra rất là bổ ích cho mình, những cái đó các bạn đều là sử dụng cho đời sống hàng ngày của các bạn, để làm sao cho nó chính xác. Bây giờ cô
sẽ lấy từng ví dụ và từ đó giờ mình học. Ví dụ như hai bạn bây giờ cô nói à bạn bạn Quỳnh nói là bạn Quỳnh là học sinh. Quỳnh si hắc sen y là cô heo. Đó là câu chân thực nha, nói là thôi. Bây giờ cô nói bạn Quỳnh nói gì? Bạn bạn nói là bạn là học sinh à? Cô muốn hỏi Quỳnh lại cái câu nói của Quỳnh. Cô không nghe Quỳnh nói rõ. Hắc sen y tà cô yếu, y là cô yếu nhầm nhé. Hắc sen y là cô yếu. Quỳnh là học sinh à? Quỳnh nói Quỳnh là học sinh sao? Đấy chẳng hạn. Nói gì cô không nghe rõ, cô hỏi lại cái câu của Quỳnh nói lại một lần nữa. Tiếp tục. Ví dụ như Quỳnh bây giờ lớn như thế này rồi, Quỳnh bảo Quỳnh vẫn còn là học sinh trung học. Cô không tin được cái lời nói đó. Cô mới hỏi lại, sao? Quỳnh vẫn là học sinh trung học à? Đấy, mới bất ngờ không tin vào cái lời nói của Quỳnh đang nói với cô. Giờ này là còn đi học nữa, chẳng hạn. Hoặc là gì đây, 40, 50 tuổi mà còn nói còn đi học đại học hay học cái gì nữa. Thì khó tin quá. Nhưng mà người ta vẫn có thể tin được tại vì gì đây? Học là học mãi. Học hoài học mãi. Các bạn muốn học, các bạn học đến 40, 50 tuổi vẫn được. Tại vì gì đây? Học là không có nghỉ được. Còn cái mới, cái này học, cái kia, cái kia học, cái nọ. Học cao đẳng, học sư phạm, học cao đẳng, học cao, học rồi học cao gì đó nữa, học lên nữa. Đấy thì là gì đây, rất còn nhiều cái học nữa. Thì là gì đây, không tin vào lời nói của Quỳnh thì cô dùng gì đây? Hắc sen y tà ni ố, ơ rà ni ố, cô nhầm nhé. À mà danh từ thì đi với y rà. Hắc sen y rà ni ố. Bây giờ vẫn là học sinh nãy dụ chi cô mắc sen y rà ni ố. Bây giờ vẫn là học sinh à. Rồi tiếp tục. Đã tà cồ yếu cũng được, rà nì yếu cũng được. Bây giờ tới tam nhân sở yếu. Hắc sen y là nhân sở yếu. Nghe nói Quỳnh là học sinh à, đúng không? Hoặc là Quỳnh nói là Quỳnh là học sinh à, đúng không? Đấy, câu hỏi. Bây giờ là gì đây? Bữa hôm nói là có hai trường hợp cô nghe nói là Quỳnh là học sinh đúng không, và có một trường hợp là hôm nào là nói cô giáo, hôm nay lại nói là học sinh, cho nên cô mới nói xác định lại là lời nói của Quỳnh có đúng không, có phải không. Mới hôm trước nói này mà hôm sau lại nói cái khác, mới nói, nghe nói như thế mà. Đấy, và tiếp tục cái cuối cùng như này là gì đây, cô nhớ là ai đó nói là Quỳnh là học sinh đó, thì là gì đây, hắc sen y cũng là y ra này và cộng với ha tên tèo. Hắc sen y ra ha, nhầm nhá, hắc sen y ra tên tèo. Bạn Quỳnh là học sinh, cô nhớ là bạn Quỳnh là học sinh mà. Đấy đó. Nghe đâu đó được. Hoặc là nhớ là Quỳnh nói rồi cô hồi tưởng lại. Thì ở đây là ha tên tèo. Đấy, những ngữ pháp như thế 2 3 4 5 cái đều có ý nghĩa khác nhau, nó không có nhầm lẫn với nhau một cái nào cả, đều có nghĩa khác nhau hết, cho nên là đừng bao giờ nghĩ nó lộn xộn nha, không có nào lộn xộn qua. Tiếng Việt nó cũng khác nhau mà, đó, nhưng không có gì lộn xộn hết. Lúc nào cần sử dụng câu này, lúc nào cần sử dụng cấu trúc này, thì là gì đây, phân biệt rõ hết rồi đó. Nó đâu phải là cấu trúc giống nhau, cho nên là cô không cần phải phân biệt. Ví dụ nika temone Ayeser thì mới cần phân biệt, nó đều là cấu trúc vì nên. Nhưng ở đây mỗi cái mỗi màu, mỗi cái mỗi sắc. Thì này đây, nó có giống nhau là cách chia và cách gián tiếp lại, một cách gián tiếp lại câu hỏi, một cái gián tiếp lại câu hỏi mà mình không thể tin vào được. Rồi nếu mà ok được thì cô sẽ đi tiếp ngữ pháp, nốt cái ngữ pháp vào số 1 này. Là ngữ pháp etaraser. Hôm nay bài số 1, bài số 1 bạn học học 2 buổi, 3 buổi. Tại vì sao? Cái 7, 8 ngữ pháp này. Hồi lúc trước thì ban đầu thì mình học là đuôi na bô tả và ca bô tả này. Tà cổ dố, tà nì dố này. Tà cô ha tên tề, tà mơn sờ dố này. Cái này là cái thứ 5 này. E ta ra sờ. Danh từ đi với E. Hoặc người ta rút gọn, người ta không ghi sơ mà ta rút gọn chữ sơ này còn ta ra thôi,
các bạn guitar ra sơ cũng được mà không cần ghi cũng được. Lược bỏ học có thể thêm vào danh từ nha. Nãy giờ học động từ tính từ và đuôi tà cô hết rồi, thì ở đây bây giờ chuyển sang dạng danh từ, chỉ có danh từ mà đi etaser. Con muốn động từ đi về etaser thì chia như thế này. Để cô tiếp vào đây. Rồi, ở dạng danh từ đi với etaser, còn muốn động từ đi với etaser sẽ chia hình thức như thế này. Động từ không có đính từ nha. Động từ đi với ư, và cộng với e kèm theo là ta ra hoặc là ta ra sơ. Động từ mà có lát chim thì các bạn thêm và cộng với etarasa, các bác chim. Còn động từ mà không thì các bạn thêm m đi với e và cộng với tarasa. Này mình học rồi này, đó là sự kết hợp giữa và etarasa này. Nếu muốn động từ đi với etarasa thì động từ phải kết hợp qua một cái rồi nó mới đi với etarasa. Là mình học đó, nỗi buồn đấy, xúc phưng đấy, chúc cung đấy, sự chết đấy, tức là thay vì mình lúc đó mình có nâng cọt là biến động từ thành danh từ, và tính từ biến động từ danh từ thành biết động từ tính từ thành danh từ đấy. Thì hôm nay buổi lớp 3 mình cũng có học này, nhằm biến động từ tính từ thành danh từ, và còn nhằm nó mang một nghĩa là gì đây? Một nghĩa là dùng để thông báo nữa, khi nó đi với động từ dùng để thông báo ghi chú. Hôm mình học đôi này rồi ở lớp 3. Bây giờ cô ghi nha. Cô đọc cho ghi là cái lý thuyết này nhé. Biểu hiện sự phụ thuộc dựa trên một cơ sở. Biểu hiện sự phụ thuộc Biểu hiện sự phụ thuộc dựa trên một cơ sở hoặc một tình huống nào đó. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là tùy theo hoặc là tùy. Tùy theo hoặc là tùy. Tùy theo hoặc là tùy. Tùy theo hoặc là tùy.
tùy theo hoặc là tùy. Rồi bây giờ ở cái này mình phải quay lại cái bài mà mình học một từ vựng. Ví dụ như bây giờ cô nói phong cách yêu thích của từng người đấy, tùy theo từng người mà phong cách yêu thích nó khác nhau. Đó, cô muốn nói câu đó. Ví dụ như Quỳnh thì thích áo sơ mi quần bò. Còn của Sang thì thích váy ngắn hoặc là váy dài vân 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 vân. Váy ngắn hay là váy dài mà có bo hay là không bo, hay là cái kiểu style nào đó. Mỗi người có một style khác nhau. Tùy theo từng người. Nhưng là cô ơi, nghe khó lắm cô ạ. À, đây thì tắt đi. Để cô vào lại nha. Được chưa? Nghe được chưa? Được rồi ạ. Ừ, rồi, bây giờ cô nói lại. Bây giờ có một ví dụ về quần áo. Hôm mình học về do vui ha. Quần áo, mốt, tất cả các loại quần áo, lỗi thời hay như thế nào đó. Nhưng bây giờ cô muốn nói tùy theo từng người. Cho nên là cái mốt ưa chuộng, ưa thích nó khác nhau. Người thì thích mốt này, người thì thích mốt kia. Người thì thích quần dài áo rộng, người thì thích gì đây, quần ôm áo gì đây, áo sơ mi vân 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 vân. Hay là váy ngắn, váy dài, váy tới tới mà đầu gối, hay là váy dài đến chân vân vân. Thì ở đây cô sẽ có Sarah là người tùy theo từng người nên là cái mốt ưa chuộng nó khác nhau. Thì bây giờ cô có Saram này, có bắt chim hay không bắt chim gì cô cũng đi vậy. Sarame tara sơ hoặc là kurita la, cô rượt bỏ sơ thôi cũng được. Sarame tara sơ hoặc là tara thì là gì đây? Cái mốt yêu thích mình hay gọi là style đấy. Mình yêu thích ưa chuộng mình có là gì đây? Xin hô ha tà. Sơn hô a tà là ưu chuộng. Thì ở đây cái mốt ưu chuộng nó khác nhau. Thì cô có sơn hô hà nưng sư tai. Cái mốt ưu chuộng mà sơn hô a tà là ưu chuộng, mà cái mốt ưu chuộng cô chia về gì đây? Cô chia về định ngữ. Sơn hô a tà tức là cái ưu chuộng ưa thích đấy. Cái mốt ưu chuộng mình khác nhau đấy. Sơn hô hà nưng sư tai tà ra à thay thay đi ta ra à. Ta rư tả là khác, khi về đuôi ayo thì bắt quy tắc rư, bắt quy tắc này biến thành là ta ra à. Style là mod đấy, nói theo tiếng Anh đấy, mod style đấy. Mỗi người có một style khác nhau đây, tùy theo từng người mà cái mod ưa chuộng nó khác nhau. Cái style ưa chuộng ưa thích nó khác nhau. Sơn hô hoa tà là ưa chuộng nó thích, nó có trong từ mới đấy. Rồi bây giờ có ví dụ thêm một cái nữa. Ví dụ như mình làm một món ăn nào đó nhưng mà tùy theo cái nguyên liệu. Làm món ăn nguyên liệu tươi ngon thì nó ngon. Làm món ăn mà nguyên liệu gì đây, các bạn gao thì nó không được tươi cho lắm. Thịt cá thì để đông lạnh thì gì đây, nó sẽ không ngon.
Cho nên cô sẽ nói là tùy theo cái nguyên liệu mà món vị sẽ trở nên, cái món ăn sẽ trở nên khác đi, hoặc là cái món ăn sẽ trở nên ngon hơn. À, thì cô hỏi là gì đây? À, gia vị, nguyên liệu, cô có chi riêu, chê riêu nhé, cô nhận, chê riêu. Chê riêu là nguyên liệu nhé. Chê riêu thì cô đi với e ta ra sơ, đây là danh từ. Ta ra cũng được mà ta ra sơ cũng được. Chê riêu e ta ra sơ. Mà cái gì đây? Cái món ăn, cái vị của món ăn nó trở nên khác nhau. Xít e mạc si ta ra chai à? Ta ra chạy hay chơi à? Nó trở nên đi khác nhau. Ta ra vào là cô chia về đuôi A vô. Nhưng mà gì đây? Cô nói trở nên khác nhau thì cô đi với A ơi chi ta? À thì cô thành là ta ra chi ta? Chia về đuôi A vô thành ta ra chơi à? Đó. Tùy theo từng nguyên liệu, tùy theo cái nguyên liệu nha, mà cái vị của món ăn xít e mà si nó trở nên khác. Cùng nấu món như nhau nhưng mà nguyên liệu của bạn Sen là nguyên liệu tươi, chẳng hạn nguyên liệu của bạn Quỳnh là nguyên liệu nó không được tươi cho lắm, thì hai món ăn đều có vị khác nhau hoàn toàn. Rồi bây giờ cô muốn đi đến gì đây? Đến động từ thì cô đi với ư sẽ có những câu như thế này đây. Câu lâm ly bi đát nha. Ví dụ như tình yêu của chúng ta có lẽ sẽ biến đổi theo cái dòng thời gian nó trôi đi. À, tức là gì đây? Thời gian càng trôi thì tình yêu nó càng giảm đi. Chẳng hạn đó, cái câu lâm ly bi đát luôn. Đó, theo cái dòng thời gian trôi thì tình yêu của chúng ta hình như có thể có biến đổi. À, hoặc là gì, hình như sẽ biến đổi. Thì ở đây cô có là gì đây? Thời gian trôi là gì đây? Dòng thời gian của trôi, shikane huru ta. Là gì đây? Huru ta. Nó có nghĩa là gì đây? Rơi. Ví dụ như là cái gì đó rơi rớt xuống, nhưng mà cái thời gian mà nó trôi qua thì người ta cũng gì đây, cũng cũng trải qua đi qua, thì người ta dùng cũng là hư hư rư tà đấy, nó trôi qua theo cái dòng thời gian đấy. À, hay là mình gọi là dòng thời gian chảy đấy. À, cái dòng thời gian trôi, dòng thời gian chảy là cái chảy là hư rư tà, thì người ta cũng sẽ dùng shika. À, dòng chảy của thời gian, theo cái dòng chảy của thời gian thì tình cảm của chúng ta có lẽ cũng sẽ phai dần chẳng hạn, hoặc là có lẽ cũng sẽ thay đổi. Thì ở đây cô có là gì đây? Shikane hurita, hurita là rơi, là rụng, là chảy, thì ở đây cô sẽ dịch nó như là dòng chảy của thời gian. Theo cái dòng chảy của thời gian thì ở đây hư đi tà là động từ. Thì bây giờ hư hư rư tà nha, cô nhập hư rư tà chứ không phải là hư đi tà nha. Thì bây giờ này, cái này không có bắt chim, đây là động từ mà, thì cô thêm m vào. Shikane hư rim metarasa hoặc là ta đó. Đây, shikane
Hurim ne tarasa. Thì là vậy đây. Uri e sarang to. Thì tình yêu của chúng ta cũng thay đổi hoặc là biến đổi. Hoặc cô tà cũng được, nhưng mà mình sẽ dùng từ biến đổi là bơn ha tà đi cho nó hay. Bơn ha tà cũng là thay đổi đấy. Bơn hà nưng có cách thải không? Hoặc là mình nói câu này cũng được. Tuổi tác của mình hoặc con người nó sẽ già theo thời gian. Tùy theo thời gian như nó già theo thời gian đấy. Shikari hurime tarasa. Hurime tarasa. Đây là Urie Saranto Bion Hà Nương có cả thải không? Rồi bây giờ cô cho vài câu để làm thử nha. Động từ thì chia vào động từ. Câu cho câu càng ngày càng khó thì các bạn gì đây? Mình học lên lớp 4 mà mình ứng dụng từ vựng luôn. Nó có cái từ vựng mình hết đó là những cái liên quan đến style, liên quan đến du hang, liên quan đến mốt thời gian. À, thì ở đây cô sẽ cho câu thứ nhất. Cô cái từ nào vựng mà các bạn không nhớ thì các bạn hỏi cô ghi lên. Tùy vào thương hiệu. Mà sự chênh lệch giá cả khá nhiều. Tùy vào thương hiệu. Mà sự chênh lệch giá cả khá nhiều. Giá cả thì cô cả cấp em bảo là giá mà sự chênh lệch giá cả gì khá nhiều, khá nhiều. Tưởng đâu hỏi hỏi cô mà giá cả là gì. Rồi. Tùy theo. Tùy theo quán tóc. Tùy theo từng quán tóc á. Mà khác nhau một chút. Tùy theo quán tóc mà khác nhau một chút. Phải thông thường. Nếu như nhuộm tóc là 80.000.
Đó, có cái quán thì là 75.000, có quán 80, 85. Đó, thì theo cái quán tóc mà ăn giá cả khác nhau. Nó khác nhau một chút. Rồi, câu tiếp theo cũng danh từ nha. Phí du lịch được quyết định tùy theo địa điểm du lịch. Phí du lịch được quyết định tùy theo địa điểm du lịch. Cô cái được thương hiệu là Purentu đấy hả cô? Đúng rồi, á, thứ đen tư đấy. Tư mình không coi. Rồi, câu bây giờ cho cái động từ đi ha. Nãy giờ danh từ, rồi bây giờ tới động từ. Cho cái từ nào mà hay hay vào đây. Tùy theo sự phát triển của thành phố. Tùy theo sự phát triển của thành phố. Mà đời sống sinh hoạt cũng trở nên khác hơn. Mà đời sống sinh hoạt cũng trở nên khác hơn. Rồi, câu thứ hai, câu cuối cùng nha. Tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Sẽ quên lãng những chuyện của quá khứ. Tất cả mọi người sẽ quên lãng những chuyện của quá khứ. Theo dòng thời gian. Hoặc là gì đây? Hoặc là tất cả mọi người theo dòng thời gian có thể gì đây? Lên qua quên lãng hình quá khứ. Nhưng cô đọc ngược lại cho các bạn dễ dễ vào câu. Cô đọc lại nhé. Tất cả mọi người có thể quên lãng những chuyện của quá khứ. Chuyện của quá khứ đấy. Theo dòng thời gian trôi. Hoặc là theo thời gian trôi qua. Shikani Chinata. Hồi nãy là dòng thời gian chảy. Ở đây là dòng thời gian trôi. Trôi chảy nó khác nhau. Có thể là cái dùng phương đưa tạo cũng được. Nhưng bây giờ mình muốn đổi đi. Dòng thời gian đi qua đấy. Ý người ta nói Chinata. Cái này là dòng thời gian chảy. Nhưng mà Chinata Shikani Chinata dòng thời gian trôi qua. Tức là thời gian trôi qua các bạn sẽ quên lãng đi những chuyện của quá khứ. Chị càng đi chi nè ta chi nè ta chị em nè chi nè ta còn có cái từ gì mà các bạn không biết không hoặc là quên rồi câu ghi luôn nhé phát triển phát triển ừ
Mình có từ gì đây? Bạn tan ha tà bạn cái gì đó, nhưng mà phát triển có nhiều từ phát triển khác nhau. Nếu như thành phố phát triển hoặc nước nào phát triển thì người ta hay dùng bạn trên ha tà. Quá khứ nữa. Quá khứ là gì? Động từ quá khứ là gì? Ghi ghi hoài đó. Khoa khoa cơ. Động từ quá khứ Khoa mirehun cơ ra che đó. À, đúng rồi. À. Bàn chân ha ta. Quá khứ là khoa cơ. khác nhau, coi cái từ khác nhau là ăn tốt cách thế đấy á. Ta đưa ta là khác. Ta đưa tả nha. Đây, cô dạy mà ta. Đọc là ta đưa tả nè. Ta đưa tả. Hồi nãy giờ mình chia những từ đó đấy. Ta ra vô đấy. Ta đưa tả bắt quy tắc của ư khi chia về a vô nó sẽ thành như thế nào? Bắt quy tắc của rư chứ. Đấy, nói nhầm hết rồi. Bắt quy tắc của rư. Còn gì nữa? Như là hết rồi. Từ này thôi. Đợi, học hết cái này là cô sẽ gửi bạn, các bạn nghe nó dễ hơn. Mà học hết rồi mình nghe nó dễ hơn, mình biết cái gì là cái gì, ngữ pháp nó sẽ cho vào bạn nghe. Không học hết thì nghe nó rất là khó. Nghe chọn đáp án. Đúng rồi. Do hang bi cũng được mà khoan khoan bi cũng được, cái nào vậy? Khoan khoan cũng là du lịch, do hang cũng là du lịch. Khoan khoan. Giỏ hang bi là phí du lịch đấy.
cái từ quên là gì ạ? Cái từ mà cô nói lãng quên à? Vâng. It's a for